Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Còn nếu đây là lần với các bạn đối với kênh Ngọc Thanh Tâm Official thì cảm ơn các bạn đã lựa chọn video này với hàng ngàn cái video ngoài kia. Trong video này, Tâm sẽ dẫn các bạn đi du lịch đến Resort Hội Anna ở Hội An nha. Vừa đến sân bay là đã thấy một bạn butler hay còn gọi là quản gia đến đón đoàn nhà mình. Bạn này tên là Loan, đã chăm sóc cho Tâm và mẹ rất tận tình suốt mấy ngày ở Hội Anna. Chuyến đi này có mẹ Tâm đi cùng nữa nên rất là vui. Thì có team bên Hội Anna đón tiếp mình rất là chu đáo. Tâm lên phòng rồi đây. Đây là phòng khách siêu to khổng lồ. Khi đến còn được tặng một cái bánh nghi welcome Thanh Tâm, có cả quầy bar đầy đủ đồ để pha, và tuyệt vời nhất là đã có sẵn đá để Tâm làm trà đá mà không cần gọi service. Đây là phòng ngủ nha. Còn đây là phòng quần áo và bàn làm việc. Đây là nhà vệ sinh và chỗ để tắm. Chỗ tắm có view siêu đẹp luôn nha các bạn. Mẹ Tâm thì đã tranh thủ làm được chục bô hình rồi, trong khi Tâm vẫn chưa chuẩn bị xong. Sau khi get ready xong thì Tâm và mẹ đi đâu đây? Bây giờ là 2 giờ 20 rồi thì Tâm với mọi người mới bắt đầu ra The Garden của Hội An nè, đi ăn trưa. Đẹp quá. Xung quanh đây là... Wow. Đẹp quá. Đẹp quá. Phải story một cái mới được. Ôi giờ ở đâu cũng được, tùy mọi người. Giờ ngồi đây. Cái gì trà sữa trân châu ư? Dạ mọi người ngồi đi ạ. Ở đây có trà sữa phải không ạ? Tâm làm như cả đời thấy trà sữa thì tao nhưng mà lên cơn vậy mà. Trà sữa. Ồ cái này ít đường. Trà sữa Hội An à. Ở đây là sử dụng ống hút là bằng gạo. Ủa rồi thử mẹ uống trà sữa không nghe không ngon mà còn đang muốn hút cái miếng trân châu có thể xương sáo ngon trời ơi hết nửa ly được không ngon ngon giống hồi nhỏ một cây kem á. Không biết mà nó cắn nhiều á. Lấy cái ngón tay vậy nè giữ lại mà cho cắn chút thôi. Mà nó xin hoài á, xong lấy liếm. Liếm hết que luôn. Không phải xin, chị mà có đứa vẫn xin. Thế cái đó là bất chấp rồi. Đây, dơ dơ dơ. Cổng casino của Hội An Sun City. Này, rất là đẹp. Thank you.
xong thì Tâm và mẹ về nghỉ ngơi chút, sau đó lại đi ăn tối tiếp. Thông minh thế. Trời ơi, đây là idea của mẹ Tâm nè. Nào như vậy. Xong Tâm cần một cái chỗ để mà để cái mic, mà Tâm cầm tháo ra lấy cái này đừng. Hay quá trời ơi. Rủ mẹ đây là đúng rồi. Ở đây là phòng Premium Lounge con ạ. Premium Lounge này là dành cho những khách rất là VIP của Hội An Sun City. Họ sẽ vào đây sẽ được phục vụ những cái món ăn rất là đặc biệt. Hôm nay Tâm được mời một cái set menu sẵn, những cái món mà ngon nhất, chất lượng nhất để mà có thể mời Tâm và gia đình ăn. Thì Tâm cũng không biết hôm nay Tâm sẽ được mời ăn món gì, Tâm cũng đang rất là hồi hộp. Vì Tâm biết là đồ ăn sẽ rất là ngon, nhưng mà chỉ là không biết là mình sẽ được mời sơn hào hải vị gì đây. Hôm nay Tâm mới vừa về ngủ vì Tâm quá đuối. Hôm qua con soạn đồ cả đêm. Biết rồi, soạn đồ tới 4:30 sáng. 5 giờ chứ, 5 rưỡi chứ. Nghe vậy. Con soạn đồ nó thiệt chứ, chứ cứ chải từng món ra xong rồi đứng nhìn coi thử nó hợp hay không. Nó lâu ơi là lâu. Sao không nghĩ không được rồi. Cái này là mình phải thử. Dạ. Mình phải thử lên mới biết được là nó được hợp hay không. Thế thử lên một cái chừng nửa tiếng sau đi ngủ. Sao không nói stylist lựa cho. Không. Con tự tin vào khả năng của con. Dạ. Món này là xíu trộn giấm đen, thịt bò xa lá. Thì món này là thịt trắng cuốn dưa leo của kiểu Tứ Xuyên, nên hơi cay the một tí. Đây là appetizer, như đây là sứa, sứa, thịt bò, sứa, thịt bò. Cái này là cuốn. Được cho chị. Dạ, cảm ơn ạ. Mời các bạn nha, mời mẹ nha. Ừ, ngon. Rồi ngày bắt trước lấy thịt heo cuốn dưa. Cảm ơn cô trời lâu. Nó xuống cái món nhân sâm ba ba. Dạ, cảm ơn. Ba ba. Nhân sâm ba ba. Dạ. Đó là gì vậy? Là thịt con ba ba. Cho thử nha. Em xin giới thiệu cô món tôm cháy tỏi kiểu Hồng Kông. Dạ, cảm ơn. Dĩ rất là nóng và cẩn thận. Không biết là chị món tôm cháy tỏi kiểu Hồng Kông. Dĩ nóng lắm, chị cẩn thận nha chị. Dạ. Cái dĩa này nóng như vậy là để giữ cho đồ ăn nó được nóng, không có bị nguội sớm. Tại vì là đôi khi là đồ ăn mà nấu nóng lên xong rồi cái dĩa hoặc cái chén nó bị nguội, múc ra nó cũng sẽ bị nguội bớt không ạ? Dạ. Còn viên lòng trắng trứng hải sản. À, lòng trắng trứng là protein lắm nè. Protein tập gym. Có hải sản nữa nha. Protein nhưng mà là với cơm chiên. Mình thích ăn lòng đỏ lắm. Con cũng vậy. Mẹ nó sơ thì xin thêm cái lòng đỏ. Bỏ uống. Ăn cái lòng trắng trứng này. Ừ, ngon quá. Sao con muốn xin thêm cái lòng đỏ không? Cho vẫn lấy. Dạ, trái cây theo mùa với mango sago. Mango sago à? Mango sago, đây có bưởi này, có bỏ bưởi. Ngày thứ hai tại Hội An. Sau ngày 1 ăn là chủ yếu thì ngày 2 Tâm sẽ có rất nhiều hoạt động nha. Đây là cả nhà Tâm tại nhà hàng ăn sáng nè. Ăn sáng ở đây có quá trời món ngon luôn. Ngoài các món Tây thì còn có phở và cao lầu nữa. Khi ăn sáng thì Tâm và mẹ đi spa. Trước khi đi spa thì có tạt ngang nghía phòng gym một chút. Đẹp quá nè mọi người ơi. Ngoài này là máy chạy bộ mà nhìn ra biển nè. Ủa cũng có. Ở đây có bình nước, rồi khăn tắm. Khăn lau người mình tắm đầy đủ nè. Rồi đây là đồ để giãn cơ. Ở trên kia có dây thừng. Ồ đây là dây nhảy. Đẹp quá nè, có dây màu hồng. Dây màu hồng đẹp quá. Dạ đây là chào quá thân đi em ạ. Dạ, cảm ơn.
Đây là nước chanh đó chị. Mình pha vào đây thêm vào. Để nó chế chị. Ok, cảm ơn. Hương hồ chị. Không, chị không muốn chanh. Dạ rồi. Cảm ơn. Đây là bạn đang có thai. Chắc là không. Nếu có xin mời lòng đi ở bên cạnh. 13 tháng. Bạn có đang dùng thuốc không? Không. Giới tính nữ. Ok xong rồi. Cảm ơn. Vậy là hai mẹ con chia nhau, Tâm làm body còn mẹ Tâm sẽ làm chân. Cho nên mẹ Tâm đi bên kia rồi, còn Tâm đi bên này. Hiện có một cái túi này các bạn, hay lắm nha. Đây túi của Hoana Hotel and Suites. Bên trong có gì? Bên trong có hai cái khẩu trang, một cái khăn ướt cồn để lau lau điện thoại, lau tay chân này nọ vân vân, và một cái là gel rửa tay khô. Tâm sẽ lấy cái túi này, dễ thương quá. Mẹ Tâm là người phát hiện ra và mang nó ra nghiên cứu đó. Hôm nay Tâm sẽ đeo túi này. Nhưng mà ở trong khách sạn này thì có gel rửa tay khắp nơi rồi nên cũng không cần phải mang theo. Nhưng mà Tâm sẽ mang theo vitamin như thứ mấy? Ngày thứ tư. Thứ tư rồi. Ở đây là thứ tư. Điện thoại. Cái này đừng vô điện thoại không trời. Cái này là túi mới của Jack Mus luôn á, mà Tâm order từ năm ngoái rồi. Nó mới vừa về tháng 12 năm ngoái. Còn Tâm mà đặt cái túi này là đặt từ giữa năm ngoái rồi. Cái này đừng không vừa điện thoại trời ơi. Cái đừng không vừa. Cái này thì cầm để xinh thôi. Đó, cái này là cái loại mới của Jack Mus. Bình thường các bạn thấy nó có cái quai nhỏ đây thôi đúng không? Có thêm cái dây đeo. Ở cái này cũng có dây đeo, nhưng mà còn cái này là cái quai của nó là làm thành một cái vòng tròn như vậy. Tao không biết khi mà bung ra như thế nào nha, nhưng mà đây là cái dạng mới kiểu mà nó xoắn tròn lại như vậy ở ngay cái tay nắm. Rất là lạ. Tâm mua là bởi vì là Tâm chưa có cái màu này. Cái màu này của Jack Mus xinh quá nên Tâm mua, với lại là thêm đó là Jack Mus là tình yêu vĩnh cửu rồi cho nên là thấy là phải mua ngay, không suy nghĩ nhiều. Đi nha. Đi thôi mọi người ơi. Đi mẹ ơi. Cắt đèn. Cái này đi làm leo quá. Cái này đi làm leo. Sân gôn lâu không? Dạ tầm 5 phút mới đi. À 5 phút rồi. Trời ơi, làm cái khu này to lắm luôn. Đúng mày. Đi xe từ đây qua bên khu gôn 5 phút. Này khu này rất to chứ gì nữa. Đang diễn hả? Sao mày chuẩn bị đồ tóc sợ tông quá vậy mẹ? Mày còn nhiều đồ không con? Mười cái váy. Mấy gì? Là thành 15 bộ. Bây giờ Tâm đi ăn trưa. Tâm đang ở 1552 Bistro. Nhà hàng nằm ở trong khuôn viên sân gôn của Hoana. Ở đây phải gọi là 1552 Bistro đúng không ạ? Ủa mày gọi món chưa? Mày gọi gì chưa mẹ? À có sẵn. À dạ ok rồi. Cái đó có đường không ạ? Ok. Ở đây đây để con uống chung với mẹ. Appetizer là sẽ có bánh. Bánh phồng tôm. Ok. Sau đó là tới gỏi cuốn, chạo tôm, bò cuộn, lá lốt. Ngon nhỉ. Sau đó tới main course là mì quảng. Nhâm 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 nhâm. Khi main course có thêm bún đùi bò với bún cá ha. Ba món. Ngày hôm qua đến giờ luôn á. Ngày hôm qua đến giờ luôn á. Ba món tự chọn. Xong sau đó là tới trái cây. Mọi người cần thịt không? Mì quảng là có thịt trong đó là. Ừ, mì quảng ra con rồi. Con thích ăn gì thêm con mì quảng, thịt gì trong đó con nói lấy thêm. Con lấy ngắn ngắn. Mấy này mập. Mập rồi mẹ lâu sợ nữa.
Ngon quá. Ăn thiệt. Hôm qua giờ ekip Tâm với mẹ Tâm gặp phải chục tấm hình, Tâm nên chưa có tấm nào. Món khai vị từ những con tôm chất lượng. Mình thích con tôm. Tối hôm qua là ăn đồ theo dạng Hồng Kông đúng không mẹ? Hôm nay là được ăn đồ Việt Nam. Cảm ơn. À, đây là món mì quảng. Đây là mì quảng, còn đây là rau đã ăn mì quảng nè. Đó. Tấm chán, chanh, nước mắm ớt, mì quảng gà, giấm mì. Đây là gì mà đây là dưa lưới đúng không? Chắc dạ ca. Ở đây lý do là bởi vì là chỉ có giày thể thao thì mới đi lên được cỏ, cho nên là Tâm tôn trọng ở đây nên Tâm cầm giày cho chắc, bởi vì giày có gót nhọn sợ hư cỏ. Tâm đang ở Hoiana High Tea ở trên The Terrace. Đây đây là cái menu hôm nay của Tâm và của mẹ. Thì Tâm mới vừa gọi một cái Vietnamese coffee rồi. Thật ra là sáng giờ Tâm uống ly này ly thứ ba đó. Và ngoài ra thì Tâm có gọi thêm một cái lemongrass and ginger tea nữa. Mẹ gọi gì? Mẹ gọi chai gì? Jasmine. Mẹ Tâm gọi jasmine tea. Và lát nữa là sẽ có một mấy cái tab mà high tea mình sẽ mang ra. Hình như là có bánh bò, bánh da heo, bánh bò, bánh mì rồi đủ hết. Bên em thì sẽ có hai loại gỏi cuốn, gỏi cuốn có tôm thịt, dạ. Mỗi loại là có sợi gỏi, ở trong là có thịt cua. Còn bên đây sẽ là mini bánh mì. Quay đi, dễ thương quá. Dễ thương quá, bánh mì. Có bánh da heo, bánh bò với lại bánh chuối mình sẽ ăn với lại nước cốt dừa. Đẹp quá. Wow, vẫn còn lại một phần gì tết để chưa lên. À vẫn còn nữa ạ. À? Chùa cha, cái này là một thành ăn tối rồi chứ chưa ăn trà chiều gì nữa. Đây là có hazelnut caramel, đây có cái vanilla, dạ. Vanilla dạ, và strawberry bowl. Wow. Có gì đây mẹ? Đây là bánh mì pate. Bánh mì pate thịt vịt. À. Xong rồi đây là có mini bánh mì. Mini bánh mì. Bánh mì thịt, bánh mì thịt. Ở đây là có bánh bò và bánh da lợn. Ủa, bánh da lợn mà làm thành hình cái bông rất là xinh. Rồi có thêm nước dừa. Rồi ở đây là có bánh gì nữa nè. Bánh đó bánh gì ta? Đây trong này có ghi gì đây? Mình không rành lắm. Rồi, sang đây là có bánh gỏi cuốn với lại gỏi là gỏi cuốn với phở cuốn. Có một cái gì có cua ở trong nữa. Phở cuốn cua. Còn đây là bánh ngọt, dĩa bánh ngọt. Và những ly mấy ly cà phê sữa đá. Yummy. Cái này thành ăn tối luôn á. Nó chơi bánh mì ngon quá. Ngon. Mì ngon quá ha. Ăn không mì ngon luôn. Cái này có mắm để ăn nữa nè. Ngon chứ ha. Rất là vui là khi đang ở hồ bơi của Hoiana thì vô tình gặp các khán giả của mình. Trời ơi, tôi coi cái tầm sách tầm mua thế này á. Tôi coi tới từng mua, tôi tức từng đấy. Tức dễ sợ luôn. Coi hết chưa? Thôi hết rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Tâm đi đâu mà các bạn có thấy Tâm thì đừng ngại đến chào nhau một câu cho vui nha. Đừng sợ, Tâm không có cắn đâu nha. Đó mẹ người ta mới kéo màn này nọ cho mình nè. Gọi là cái gì đó, evening wind down. Có hạt điều nè. Có hạt điều hả? Sao mẹ không ăn? Đẹp quá. Mang về. Cái gì đây? Từ từ. Như là so cute. Viết tay luôn nha. Viết tay chữ đẹp kìa.
sẵn bù cho mình. Có cái quà gì nữa đây? Chanh chanh gạo. Dễ thương ghê. Chanh gạo. Cảm ơn Hội Anna và mọi người rất là nhiều. Được ăn, được ở, rồi còn gì được ăn, gì đã ăn được nói. Được ăn, được nói, được gói mang về hả? Tiếng Việt giỏi không? Ngon lành đúng không? Đúng không mẹ? Trời ơi, chứ còn gì nữa. Ủa em bị gì vậy Huy? Bị bệnh chị. Anh nên kiểm tra sức khỏe cho em hả? Chỉ bị dẹp mũi chứ đâu. Nhưng mà các bạn có thấy là bạn cameraman của mình có một số vấn đề về sức khỏe, thì là đã có một đội y tế lên để mà thăm khám trực tiếp luôn. Thì là ta mới phát hiện ra là có trên điện thoại này á có một cái nút, đó là nút emergency. Bạn thấy không? Bạn chỉ cần bấm vô, chẳng may có chuyện gì giữa đêm hoặc là bạn ở trong phòng mà có vấn đề gì thì chỉ cần bấm một nút thôi là đã có người lên để giúp bạn rồi. Cái này là cái tâm thấy ít khách sạn nào có lắm. Bình thường là đúng là các bạn có thể vẫn có y tế đến được chứ mà là không, nhưng mà đôi khi là bạn phải bấm qua lễ tân, xong rồi lễ tân mới bắt đầu là hỏi thăm sức khỏe bạn bị cái gì, xong rồi bắt đầu là mới gọi điện cho y tế thì nó sẽ bị mất nhiều thời gian hơn. À có cái này chưa giới thiệu với các bạn. Hôm trước Tâm có thấy ở đây có một cái loa mini dễ thương ha. Tâm có một cái này ở nhà, mà cái của Tâm ở nhà nó to hơn, có cái wire nữa. Ở đây là cái nhỏ hơn, dùng để khách sạn. Nên là một cái loa bluetooth để các bạn có tổ chức tiệc hay là cái gì ở đây nè. Ở đây có sẵn loa rồi, chỉ cần mang điện thoại tới thôi là có sẵn hết mọi thứ. Hoặc là các bạn có cần mà mở nhạc du dương chill chill cầm bồn á, đó thì cũng là có sẵn cái loa ở đây, cũng cần phải cầm theo. Ok đi thôi, bây giờ Tâm sẽ đi xuống. Là order nước chứ đúng không ạ? Dạ, order nước thì bên em sẽ có loại có được cái chất lượng cho các bên em. Dạ, thì em thì highly recommend có cái Torino khá là ngon, nó base từ rượu đỏ và mấy cái peach liqueur và banana vermouth thì sẽ uống nó khá là ngọt và dễ uống. Dạ. Với lại một cái nữa là bia Maragita, thì cái loại này nó là higher version của cái Maragita bình thường. Nó mang âm hưởng của Việt Nam nhiều hơn, có một cái ép thêm một chút tiêu với lại Tabasco, nó cay cay thì khá là ngon. Dạ. Cho em cái gì chị mới vừa nói đi, cái Torino. Torino. Dạ. Cho em một cái Torino. Dạ. Xin phép chị yêu gì ạ? À? Sao chị? Dạ, hai cái tuna. Đây là tuna tartar salad. Gọi cá ngừ raw rocket, cải mầm và sốt lá ngải giấm. Tức là cái cá ngừ này là cá sống nè. Cái này là cá sống nè. Ăn với bánh mì. Bánh mì nóng ở đây rất là ngon. Ăn với mực, ăn với bơ đó nè. Bơ ngon. Rồi giờ chứ còn ăn với bánh mì. Cái nào cũng nóng ha. Rồi ăn với mì. Vô, cùng đi. Vào nhà. Hôm nay mọi người có để ý không là Tâm với mẹ cùng mặc áo màu tím. Mẹ mặc váy màu tím đậm, Tâm mặc màu tím nhạt. Tâm đeo giỏ, mẹ là... cái màu... Đúng rồi đó. Ăn đi, ăn đi. Vô. Mẹ của Tâm. Mẹ. Tâm báo em. Em giới thiệu được ở Việt Hoa Xuyến. Dạ, cái gỏi vịt hoa chuối à? Yeah. À, cái duck breast salad là gỏi vịt hoa chuối. Dạ. Medium well, sườn cừu nướng. Còn mẹ Tâm là sẽ ăn well done, tức là chín hẳn luôn, còn Tâm là medium rare. Các bạn có thể thấy nó hơi đỏ này, thấy không? Mình mẹ Tâm thì không thích như vậy, Tâm mình lại thích như vậy hơn. Tâm thích nó vẫn mềm mềm, juicy, nhưng mà mẹ Tâm thì nó thích là nó chín hẳn. Đó, đây màu khác nè. Cái này là thịt chín kỹ, còn của Tâm là hơi sống, còn chút.
ngon. Nãy giờ tập ăn thì thấy thịt cừu rất là mềm, gia vị ướp không có bị quá mặn, rất là vừa ăn. Ngon mẹ, ngon không? Ngon, mềm. Mẹ đã ăn hết. Mọi người, trời ơi, nhanh như một con gió. Ủa, khoai mẹ ăn hết luôn hả? Ăn hết sạch rồi. Ăn nhiều một con xương rồi thay vậy trời. Vậy mẹ mới nói là ngon, mềm, vừa miệng. Chào các bạn. Bây giờ đã là mấy giờ rồi mẹ? 10:15 tối. Và Tâm với mẹ Tâm đã, chắc cũng chung là hai chiếc áo tím này đã gần gục ngã rồi. Bởi vì đã dậy từ rất là sớm và đã gọi là đi chơi nhưng mà quần quật nha. Từ sáng cho đến giờ. Cho nên hiện tại là bây giờ Tâm với mẹ là chỉ có muốn đi ngủ liền ngay lập tức thôi. Nâu đầu tiên là phải là tắm rửa và còn là bôi kem dưỡng da vân vân thì mới đi ngủ được. Có lẽ là vlog ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Tâm sẽ hẹn gặp lại các bạn vào sáng sớm ngày mai nha. Bye bye. Đi ngủ đi trời ơi. Ủa, sao cái cửa đi đóng rồi mà giống như là chưa đóng vậy? Vẫn thấy nguyên à. Bây giờ đã là mấy giờ mẹ? 1:30. Good afternoon mọi người. Hôm nay Tâm được ngủ nướng tới trưa một tí. Và bây giờ Tâm đang ngồi ăn trưa đây. Hôm nay Tâm chỉ ăn bao nhiêu đây thôi. Lát nữa người ta mang ra thêm thì ăn thêm. Ủa, ở đây có một cái món lạ lắm nha. Gọi là bạc xỉu boba. Tâm mới vừa gọi thử. Tức là trà sữa Dương Châu nhưng mà là giống như kiểu sữa xong rồi có một ít cà phê lên. Tâm vừa thích trà sữa, vừa thích trân châu, vừa thích cà phê. Tâm nghĩ món đó là một cái món gọi là nó combo lại với nhau. À, lát nữa còn có cơm cá phi lê sốt chua ngọt. Thì nói chung là hôm nay Tâm chỉ ăn salad với lại cơm cá phi lê sốt chua ngọt thôi. Và hôm nay tráng miệng có chè đậu đỏ. Có chè đậu đỏ của mẹ nè. Mẹ uống mẹ. Wow. Đây là có một cái ốp la nữa. Và đây là cá phi lê. Chị ơi. Ơi. Ồ, hay quá mẹ ơi, mạnh mẽ quá. Băng gào lên. Dạ, em cảm ơn. Xin mất. Đây thì ai người ta còn chạy. Ăn thôi, ăn thôi. Mẹ ăn về không mẹ? Không, mẹ ăn rồi. Mẹ ăn hết hồi nào vậy? Thì mẹ ăn sớm. Ủa trời ơi. Đây là gì vậy mẹ? Cục này là gì mẹ? Trôi nước nhân mè đen. Ngon không? Ngon. Đậu đỏ xay. Cảm ơn mẹ. Dạ. Sẽ được đón cô với lại Tâm. Dạ. Bye bye, cảm ơn mẹ nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn Loan. Cảm ơn nha. Ok mọi người ơi, bây giờ Tâm đã tới sân bay rồi, Tâm đã tới trước cửa máy bay luôn rồi. Và Tâm chuẩn bị đáp chuyến bay đi về Sài Gòn đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Tâm nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Tâm. Đừng quên like video này và subscribe kênh Ngọc Thanh Tâm Official của Tâm nha. Bấm chuông để nhận thông báo khi có video mới vào mỗi thứ tư hoặc thứ năm mỗi tuần. Cảm ơn các bạn.